tìm diệt video quay lén. Đầu tuần này, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, họ đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm và xóa bỏ các video sex bất hợp pháp được chia sẻ trên internet. Công nghệ được trung tâm hỗ trợ nạn nhân của tội phạm tình dục trên mạng của Bộ Bình Đảng giới sử dụng. Trung tâm hy vọng giải pháp trí tuệ nhân tạo mới sẽ giúp rút ngắn thời gian tìm và gỡ video sex, video quay lén khỏi không gian mạng. Trước đây, khi nạn nhân báo cáo video quay lén lên trung tâm Nhân viên phải kiểm tra và so sánh các đoạn video trên website chia sẻ file với hình ảnh trích xuất từ hiện trường. Công nghệ trí tuệ nhân tạo được thiết kế để tự động hóa quy trình tìm khớp, giảm thời gian cần thiết để xóa video phạm pháp, ngăn ngừa phát tán các video này. Công nghệ hiện có thể kiểm soát 10 website chia sẻ file và nâng lên 45 trang web đến cuối năm nay.